kết thúc nguyên liệu thứ hai. Và cuối cùng sẽ là nguyên liệu đến từ giám khảo Xuân Bắc. Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Đó gọi là thử thách siêu tưởng, cũng là ba vị giám khảo của chúng ta, nhưng mỗi người sẽ chọn hai loại thịt khác nhau, sẽ mang lên cho đầu bếp Cường nướng từng bộ đề của các giám khảo đã lựa chọn trước đó, nhưng nướng hai loại thịt cùng một lúc, tức là khi ấy bạn ấy sẽ phải nghe tổng cộng là 3 lần nướng mà mỗi lần là nướng 2 loại và phải phân biệt được từng lần nướng như vậy là 2 loại thịt nào. Rất khó, rất khó. Đấy. Mình nghe một rất loại mình khó. Đã choáng rồi. Yeah, yeah. Chỉ cần đúng 2 trên 3 lần như thế thì bạn thành công. Thì đó mới gọi là thử thách siêu tưởng. Wow. Wow. Quá khó, quá khó. Em, hãy nhớ nha, mình ăn bậy thì mình chỉ có thể đau bụng thôi. Mình mà chọn bậy á là hối tiếc. Riêng cái phần thử thách siêu tưởng đối với anh đó nha, nó quá khó. Quá khó. Nó quá khó, nói thật em, nó quá khó. Cái của em ấy, ở phần 1 ấy, nó tạo cho người ta sự hứng khởi, ngạc nhiên. Ở cái siêu tưởng, nó thực sự đã trở thành một cái vấn đề mang tính thử thách khó rồi. Và nếu như em vượt qua siêu tưởng thì chắc chắn em là đẳng cấp thế giới. Em là siêu việt, em là siêu phàm, em là siêu cao thủ. Còn nếu chỉ là phá vỡ giới hạn thì em vừa đem đến sự thú vị, em vừa đem đến sự lạ và kèm theo chứng minh tài năng của mình. Tùy em lựa chọn thôi. Thứ nhất là đây là một cái thử thách đã rất là thú vị và rất là lạ rồi. Thì em muốn nó tới bến luôn. Phải làm một cái gì nó đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Đã đúng với cái chữ lạ là nó lạ tới cùng luôn. Nên em đó. Rất là hướng về cái phần siêu tưởng, nhưng mà sự lựa chọn vẫn là từ bạn. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ em hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình nha. Thực ra lúc mà em nghe anh Đại Nghĩa nói cái thử thách siêu tưởng thì bản thân em không nghĩ đến là sẽ có một cái thử thách khó đến như vậy. Em đến đây thì em muốn là mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Nhưng mà với thử thách này thì như là anh Vũ nói thì em sẽ chọn biện pháp an toàn nhất cho mình. Anh tôn trọng và ủng hộ em. Sẵn sàng chưa nào? Dạ, sẵn sàng. Mời em ngồi vào chiếc ghế của mình. Và bây giờ, tôi muốn mời trước tiên giám khảo anh Vũ. Anh với em sẽ chọn hai loại trên một cơ thể. Anh, ờ, anh, được anh rồi, chọn được bò, rồi. Em cũng chọn bò nha. Được rồi. Bò. Dạ, 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 dạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã liên lạc được với phòng bếp của đầu bếp Thanh Cường. Cường ơi! Chào anh Đại Nghĩa, em đã nhận được bao nguyên liệu rồi. Bây giờ em sẵn sàng chờ tín hiệu từ sân khấu của anh. Đầu bếp Cường của chúng ta đã sẵn sàng. Rulu đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Mời em đeo tai nghe vào. Và bây giờ phần thi phá vỡ giới hạn dành cho Rulu bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với
đề bài do giám khảo Anh Vũ lựa chọn nha. Đều là bò, nhưng mà hai cái loại bò anh em chúng ta chọn là nó không có mỡ. Cái thớ trắng ở trong đó chính là kêu gân, gân của nó, cho nên mình thấy bạn này là có khả năng là nhận diện được cái tiếng xèo của mỡ rất là tốt. Cho nên tiếng động của hai cái loại này nó sẽ giống nhau lắm. Đó là đề bài của giám khảo Anh Vũ. Tiếp theo, nguyên liệu số 2 sẽ là đề bài đến từ giám khảo Đức Phúc. Xin mời Cường. Và thứ hai là nguyên liệu của giám khảo Đức Phúc. Kết thúc nguyên liệu thứ hai. Và cuối cùng sẽ là nguyên liệu đến từ giám khảo Xuân Bắc. Và kết thúc ba nguyên liệu. Xin cảm ơn đầu bếp Thanh Cường. Và bây giờ, Rulu mời em lựa chọn kết quả của mình. Bạn thấy có cái dấu hiệu gì đấy nên bạn mới để những cái loại thịt giống nhau, gần gần nhau.
Em quyết định chọn đây là ba đáp án của mình đúng không? Dạ. Nạc lưng bò, thịt đùi bò và má đùi gà, đó là sự sắp xếp của em. Nạc lưng bò em nghe âm thanh nó thế nào? Phần nạc lưng bò thì khi mà bỏ xuống thì nó sẽ đầm và sẽ rất là lâu. Với lại là em sẽ liên tưởng đến là mưa, mà em tưởng tượng là mưa kiểu lâm râm lất phất, mà mưa đêm á, em hình dung theo cái âm thanh đó. À, anh thắc mắc, hồi nãy vòng trước em cũng liên tưởng tới gió mà em không biết rằng đó là gió của phim trường hay là gió do em tưởng tượng. Dạ. Nhưng mà ở đây nếu em nói rằng em tưởng tượng do mưa đêm lất phất thì hoàn toàn là tưởng tượng, chứ trong phim trường mình không có mưa. Dạ. Như vậy là khi em nghe âm thanh của một cái loại nguyên liệu nào đó nướng trên bếp, em đều phải tưởng tượng tới hình ảnh của một cái gì đó sao? Dạ đúng rồi, đó chỉ khoảng 15% để em có thể đoán được thôi. Tức là tại vì là mỗi phần thịt nó khác nhau hoàn toàn á. Ví như là một miếng nạc lưng bò thì sẽ có những cái miếng khác nhau, thì thường là sẽ rất là khó. Thì em dựa vô những cái mình có thể tưởng tượng được để mình giống như là có một cái căn cứ vậy đó. Giống như cái ngôi nhà của nó là ở đó, xong rồi em sẽ phân tích tiếp kiểu vậy. Vậy thì bây giờ mình xem, đây là cái đề bài mà giám khảo Anh Vũ lựa chọn. Đáp án là nạc lưng bò. Chính xác. Em đã nghe ra đúng tiếng mưa đêm, mà tiếng mưa lất phất, để lựa chọn đúng cái đề bài mà anh Vũ đã lựa chọn là nạc lưng bò. Ở đây hồi nãy anh thấy em để một cái là thịt heo bằm. Em bị lưỡng lự với hai cái hay sao? Là bởi vì là phần thịt đùi bò thì nghe nó sẽ hơi giống hải sản một chút xíu, sẽ nghe âm gió rất là nhiều. Còn thịt heo bằm á, thì trong cái phần thịt heo nạc nó sẽ có một ít mỡ. Khi mà em nghe thì em cảm nhận là nó không quá nhiều mỡ để bắn, cho nên là em loại cái đó đi. Và mình xem nha, đây là đề bài của giám khảo Đức Phúc. Có vẻ sai. Bắp bò. Rất tiếc. Nó cũng là bò, nhưng mà nó không phải là thịt đùi bò mà là bắp bò. Em đã sai một nha. Và theo luật chơi của chúng ta, phải đúng được 2/3 thì em mới vượt qua thử thách. Tất cả tùy thuộc vào đáp án cuối cùng. Em chọn má đùi gà trong khi đây là một cái đáp án đã có ở vòng 1. Em cũng khá là lưỡng lự. Em thấy là đã ở vòng 1 rồi thì không thể nào mà ban giám khảo lại chọn vòng 2. Nhưng mà lý trí và con tim đánh nhau thì em nghĩ là biết đâu ban giám khảo lại chọn một lần nữa để đánh đố em thì sao? Sao em không nghĩ? Bởi vì đã có rất là nhiều những cái nguyên liệu mà nó cùng trên cơ thể của một con vật. Nếu đây là nạc lưng bò, ở đây là bắp bò, thì bên đây nó phải là một cái gì của bò nữa mới gọi là cái sự đánh đố khủng khiếp dành cho em chứ. Em tin vô trực giác của em và em tin vô những gì mà em nghe được thì đó không phải là bò. À. Ban đầu khi mà em chọn ngay phần giữa thì em cũng thấy là khá là xem nhau rồi, thì biết đâu là ban giám khảo sẽ chọn trên cùng một loại thịt gì đó. Nhưng mà cái phần thứ ba này á, thì nghe rất là lớn và tiếng nổ khá là rõ, nghe được cái tiếng như là chảo dầu chiên, cho nên là em mới đoán là má đùi gà. Và em có nghe cái âm thanh nó giống như cái âm thanh của vòng 1 hay không? Dạ không, khác à. Khác đúng không? Dạ. Cho nên anh nghĩ rằng đây là một cái sự hơi mạo hiểm khi mình chọn là một đáp án đã có ở vòng 1. Mà là tôi chọn đấy. Dạ, anh Xuân Bắc chọn. Cũng đều là cái mà tôi chọn. Cùng đấy. Một người ở vòng 1, anh Xuân Bắc đã chọn má đùi gà, thì lẽ nào bây giờ anh Xuân Bắc lại tiếp tục chọn một cái đề bài tương tự như thế nữa dành cho em? Thực ra lúc mà em nghe thì em cũng, anh thấy em quay ra cười với anh không, là kiểu không thể nào. Tôi nhìn thấy ánh mắt của bạn tìm tôi và tôi bắt gặp ánh mắt đấy, và tôi còn nói là ô, anh có làm gì em đâu mà em lại nhìn anh kiểu đấy. Bây giờ mình sẽ xem coi kết quả cuối cùng như thế nào nha. Đây là sự lựa chọn của giám khảo Xuân Bắc. Đáp án là má đùi gà. Chúc mừng.
Đúng. Bạn thực sự khác biệt. Như lời bài hát của chương trình dành cho những người chiến thắng, bạn khác biệt, bạn là duy nhất. Bạn mới có thể làm được cái điều mà không ai tưởng tượng được như thế. Anh Xuân Bắc, anh chọn lại đúng cái má đùi gà là cái đề bài của vòng trước. Cho em hỏi được không ạ? Tại sao anh lại chọn lại má đùi gà? Anh cố tình đặt lại cái má đùi gà để anh kiểm tra xem cái cảm nhận của em nó có chính xác không? Nó có lặp lại cái cảm xúc giống như lần đầu em nghe nó không? Mặc dù cái miếng má đùi gà lần này nhiều mỡ hơn và nhiều nước hơn, tất cả chúng tôi đều thử nghe xem có phân biệt được không. Nhưng mà nếu như không nhìn thì hoàn toàn chúng ta khó có thể định vị nó là cái gì. Anh chọn tiếp tục má đùi gà, cố tình làm khó cho em, nhưng cũng cố tình để cho em khám phá khả năng của chính em. Đó là cái sự làm khó của anh Xuân Bắc. Nhưng mà qua đó mình mới thấy rằng khả năng của Bảy là thật sự có. Và bạn ấy cảm nhận được cái miếng đùi gà đó như thế nào. Mặc dù hai cái miếng đó cam thanh nó khác nhau mà vẫn chọn ra đúng được đó là cái loại nguyên liệu này. Quá tuyệt vời, chúc mừng em. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.